Kha Vương còn có lô đồ này, mấy cái nắp này, này với cái kia và cái này. Thì cái này thì thật sự mà nói thì Kha Vương mua lúc trước là một tấn mấy hàng nhập bãi á. Cái này thì bằng đồng rồi, nhưng không, Kha Vương không hiểu cái tác dụng của cái này thì người ta để làm cái gì. Bởi vì ở đây nó có cái ba chân nè, thì Kha Vương không hiểu cái tác dụng của nó. Nhưng thôi, ở đây thì Kha Vương cũng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 cái này, một cái kia và một cái này. Thì Kha Vương bán theo cái giá gọi là đồ đồng chơi thôi. Kha Vương bán thanh lý cái lô này với giá là 250.000 đồng 1 kg, cứ cân lên tính tiền. Tất nhiên là hàng thanh lý thì Kha Vương chỉ nhận chuyển khoản hoặc là cọc tiền cước, số tiền còn lại cứ nhận hàng và đưa tiền cho bưu điện. Cái này thì Kha Vương không biết bao nhiêu ký, nhưng theo Kha Vương đoán tầm nó rơi vào khoảng chừng 30-40 ký gì đó, 30-40 ký gì đó, thì nó khoảng tầm cả đó. Nhưng đó là ước đoán thôi, còn khi anh chị mình mua thì Kha Vương sẽ bỏ lên cái trọng lượng Kha Vương cân một cách chi tiết và rõ ràng. Đây, không biết là cái gì này, nó có ba cái chân ở dưới này, không biết ba cái chân này nó để làm gì, hay là nó để nấu cái gì mình cũng không có hiểu. Nhưng cái hàng này là hàng Nhật bãi, cái lô này nó tồn nhà Kha Vương lâu rồi. Lúc trước thì nếu lúc trước mà Kha Vương chịu bán 300.000 ký thì Kha Vương đã bán rồi, nhưng bởi vì mình thấy tiếc, bởi vì cái giá mình mua vào á là 350 một ký mà bán 300.000 ký lỗ quá, ở thời điểm đó mình cũng chưa cần thiết bán. Bây giờ kiểu như chặt nhà thanh lý thì bán 250 một ký. Anh chị nào có nhu cầu cứ liên hệ với Kha Vương, Kha Vương 0814721262. Kha Vương cảm ơn.